Khoa Pháp gây sốc với hành động lạ dành cho cameraman, chân dung bạn gái gây náo loạn dư luận. Vốn là YouTuber nổi tiếng với những video trải nghiệm những thứ đắt tiền, độc lạ, Khoa Pháp được rất nhiều người yêu mến. Thời gian gần đây, anh chàng trở lại Việt Nam và tiếp tục hoạt động sáng tạo nội dung, review ẩm thực xa xỉ trên kênh của mình. Từ Mỹ về Việt Nam, YouTuber Khoa Pháp tiếp tục có những pha chi tiền khủng khiến dân tình bàn tán xôn xao. Theo đó, anh chàng đã tìm đến Xuân Hoàn, tay siêu xe mẹt khét tiếng để chốt một chiếc Mercedes-Benz GLC 300 màu trắng đang có giá khoảng gần 3 tỷ đồng. Mới đây, Khoa Pháp tiếp tục đăng clip đi ăn cùng vợ chồng Xuân Hoàn tại nhà hàng sang trọng nhân dịp tậu xe. Sau khi ăn uống xong xuôi, cả hai bên đều tranh trả tiền nhưng Xuân Hoàn đã đề xuất một phương án khác là oản tù xì, ai thua sẽ trả hóa đơn 8 triệu đồng. Tuy nhiên, không phải oản tù xì như bình thường mà Xuân Hoàn ra sẵn cái kéo, việc lựa chọn là gì ở Khoa Pháp. Kết quả hot YouTuber đã ra cái bao và nhận trả tiền. Ngoài ra, Khoa Pháp cũng chia sẻ thêm mình khá tin tưởng Xuân Hoàn, mua xe mà không hề xem trực tiếp. Ở Mỹ chuyển tiền về rồi lấy xe sau, tin tưởng vậy nên anh ấy ra kéo thì mình ra bao là bình thường thôi. Xuân Hoàn giải thích thêm về chuyện oản tù xì trong bữa ăn. Cái oản tù xì khi em chơi thì xác suất là 33%, nhưng mà ra trước như vậy thì xác suất tăng lên 50-50. Nói đùa chứ, hồi nãy mình test nhân phẩm đó các bạn, nếu như Khoa muốn anh Hoàn mời thì Khoa ra cái búa, còn Khoa mời anh Hoàn thì chắc chắn Khoa sẽ ra bao. Người đàn ông này uy tín nha các bạn. Trước đó Khoa Pháp cũng có hành động được cư dân mạng khen tinh tế. Theo đó, khi đồ ăn vừa được bê ra, Xuân Hoàn gắp cho vợ thì Khoa Pháp gắp riêng cho cameraman. Nhiều người cho rằng YouTuber này tôn trọng người làm việc cùng với mình. Một số bình luận từ cư dân mạng dành cho Khoa Pháp và Xuân Hoàn: để ý chi tiết đĩa đồ ăn vừa ra, Khoa có gắp ra đĩa cho cameraman để tí ăn sau, rất chu đáo và tinh tế. Khoa cư xử rất tốt, thấy rất chu đáo và tôn trọng mặc dù là cameraman. Mình rất thích Khoa về cách ứng xử tinh tế, không phân biệt người ấy là ai. Nhìn Khoa lấy đồ ăn để vào chén cho cậu quay là biết cả Khoa và anh Hoàn đều tinh tế. Cách đây vài ngày, mạng xã hội lan truyền hình ảnh Khoa Pháp tự cầm máy quay clip chụp ảnh chung với một cô gái xinh đẹp khiến nhiều người chú ý. Đáng nói, cả hai còn có nhiều ánh mắt cử chỉ thân thiết dành cho nhau khiến dân mạng nghi vấn nam YouTuber công khai người yêu sau khi về Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều fan lâu năm của Khoa Pháp nhận ra hình ảnh này xuất hiện từ khoảng 3 năm, thời điểm trước khi anh chàng sang Mỹ. Không những vậy, nhìn visual của nam YouTuber cũng hoàn toàn khác biệt với hiện tại, từ tóc đến vòng cổ. Do đó, nhiều người phủ nhận giúp Khoa Pháp đây không phải là bạn gái hiện giờ của anh chàng. Được biết, cô gái này có tên là Dương Thi, cô nàng xinh đẹp này cũng không phải gương mặt quá xa lạ bởi trước đó, cô xuất hiện rất nhiều trong các clip của nam YouTuber. Trước đây, Dương Thi được fans của nam YouTube gắn cho nickname là cameraman của Khoa Pháp bởi cô hầu như đồng hành trong hầu hết các clip trải nghiệm của nam YouTuber nhưng chỉ làm camera giấu mặt, ít khi lộ diện. Khoa Pháp sinh năm 1992, được mệnh danh là YouTuber chịu chơi nhất Việt Nam. Anh sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để trải nghiệm và review các dịch vụ đắt đỏ cho khán giả xem, từ lái xe tăng, nghỉ ngơi ở nhà hàng đắt đỏ hay tham quan tàu chiến, trạm du hành vũ trụ. Năm 2022, anh gây xôn xao mạng xã hội khi chi hơn 5 tỷ đồng để phẫu thuật kéo chân, nâng chiều cao thêm 8 cm. Khoa Pháp cho biết bản thân là người yêu thích du lịch, trải nghiệm nên không muốn bó buộc bản thân trong một công việc duy nhất hay chạy theo việc kiếm tiền. Sau khi nhượng lại cổ phần nhà hàng lẩu và thanh lý tài sản bên Mỹ, Khoa Pháp quyết định về phát triển kinh doanh ở Việt Nam.